Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý, hiện nay hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng quá tải, sau khi hàng loạt trung tâm bị đình chỉ vì làm sai quy định. Để giải quyết, cục đăng kiểm Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tăng cường công tác kiểm định, bố trí làm thêm giờ để giải quyết phương tiện khi đến kiểm định. Theo đó yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo duy trì hoạt động ổn định để giải quyết nhu cầu kiểm định của phương tiện tăng cao của người dân. Theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật cũng như bảo vệ môi trường của phương tiện. Nếu lượng phương tiện tăng cao, đơn vị đăng kiểm bố trí làm thêm giờ kể cả ngày thứ bảy chủ nhật để đáp ứng nhu cầu kiểm định. Việc bố trí làm thêm giờ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về lao động có văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải thành phố và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Những ngày qua tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều phương tiện đến đăng kiểm từ 3 giờ sáng khiến nhiều trung tâm quá tải không thể đáp ứng đủ. Tình trạng này xảy ra sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ hàng loạt cơ sở đăng kiểm làm sai quy định và nhận hối lộ gần 10 tỷ đồng.